Nam mô Tát Sa Bà Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sam Bun Tha Sa Nam mô Tát Sa Bà Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sam Bun Tha Sa Nam mô Tát Sa Bà Va Tơ Ra Tơ Sa Ma Sam Bun Tha Sa Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh nặng giả thấy. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo cách quán tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cơ và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu đến câu kệ ngôn thứ 199. Thì ba cái câu kệ ngôn 197, 198 và 199 đồng duyên sự. Cái duyên sự này được khởi lên ở giữa hai họ bên nội và bên ngoại của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Vào một cái mùa hạn hán thì cái dòng sông Rohini không đủ nước để cung cấp vụ mùa cho cả hai cái quốc độ Kolya và quốc độ Satya. Quốc độ Kolya là cái quốc độ thuộc về bên mẹ của Bồ Tát Siddhartha, tức là của bà Mahaprajapati Gautami, và cũng là quốc độ của bà Yajuvarala. Còn quốc độ sắc giá là quốc độ của bên nội, đức là vua Tịnh Phạn Vương. Vào cái mùa đó thì hạn hán nó khởi lên, mà xin thưa rằng không phải là hạn hán nó khởi lên, chỉ cái vùng giữa của hai quốc độ Cô Lý Giá và Sắc Giá, mà trước đó cái hạn hán này nó cũng khởi lên ở kinh thành Vesali. Và thưa quý vị rằng cái cuộc mà tranh chấp cái dòng nước của dòng sông Rohini đó, nó khởi lên vào hạ thứ tư của Đức Thế Tôn. Là sau khi mà Đức Thế Tôn ngài tiêu trừ cái tai họa ở kinh thành Vesali, đã giải trừ đi cái nạn phi nhân, nạn đói khát và bệnh tật ở kinh thành Vesali, thì vài tháng sau cái mùa hạn hán vẫn còn tiếp tục, và nó lan tới cái vùng quốc độ Sắc Giá và Cô Lý Giá. Và thủy tổ của dòng Cô Lý Giá đó là một vị vua xứ Paranasi bị bệnh cùi và lui vào trong rừng đó sống. May mắn vị vua này đã tìm được một loại thuốc, sau khi đã uống xong thì hết bệnh cùi. Thì bây giờ dòng dõi của vua Ốc Ca Cá là chính vị tử hoàng ra đi để thành lập một cái vương quốc mới. Và chính vị tử hoàng này đã đi sâu vào trong rừng tuyết lạnh và thành lập nên cái quốc độ Sắc Giá với kinh thành là Kapila Quách Phú. Thì một người chị lớn của những vị tử hoàng này bị bệnh cùi cũng phải đem vô rừng. Và may mắn thì cô công chúa Pia này được ông hoàng xứ Paranasi chỉ điểm và thoát khỏi cái bệnh cùi. Và cuối cùng hai người kết hợp với nhau và thành lập lên cái vương quốc gọi là Cô Lý Giá. Rồi để bảo vệ huyết thống mình, cho nên những người hoàng tử của vua Ốc Ca Cá đã cưới những người em mình làm vợ. Cho nên trong cuộc mà tranh chấp cái dòng nước của dòng sông Rohini đó, thì nó có một sự xô xát lớn khởi lên và họ đã khai xấu lẫn nhau. Bên Cô Lý Giá thì biêu ríu dòng Thích Ca là những người lấy em mình làm vợ, cũng giống như là chó nhà lấy chó rừng. Thì bên dòng họ Sắc Giá lại
moi móc cái điều xấu xa của cái vương quốc Goliath ra. Đó là những người cùi. Và do tự ái nên hai bên chuẩn bị chiến tranh. Nhìn thấy cái thảm họa nó đã đi tới, cho nên Đức Thế Tôn ngài ngự đến ở giữa dòng sông Rohini. Và ngài hỏi các vị vua đang lâm chiến: thưa các đại vương, vậy chứ nước của dòng sông Rohini này nó có giá trị lớn hay dòng dõi chiến sĩ, tức là dòng dõi vua có giá trị lớn? Ở trong bản dịch đó, thì gọi dòng vua, dòng sắc đế lệ hay dòng chiến sĩ là khách chi giá. Nhưng đây chúng ta phải hiểu ngầm rằng cái dòng vua, cái nước này có giá trị lớn hay là cái dòng vua có cái giá trị lớn? Thì cả hai vị quốc chương trả lời rằng là dòng vua thì có giá trị lớn hơn cái dòng nước Rohini này. Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng nếu vậy thì chỉ vì cái nước có một giá trị ít ỏi mà để những cái máu của những người chiến sĩ, tức là những vị vua dòng hàng tộc đó, đó mà đổ xuống như vậy thì có xứng đáng hay không? Ở trong bản sứ giải thì chỉ nêu lại như vậy thôi. Nhưng mà một bản sứ giải rộng hơn nữa thì nhiêu đó chưa đủ để cảnh tỉnh hai cái vị quốc vương đang lâm chiến. Vì dù sao nó cũng còn có một cái gì đó nó ấm ức ở trong lòng. Nó giống như là chạm vào cái mục nhọt của cái huyết thống của cái dòng tộc. Cho nên các bạn sẽ giải giải rộng ra đó, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên 5 câu chuyện bổn sanh. Sau cái 5 câu chuyện bổn sanh này rồi thì quân đội của hai nước mới cảm thấy thấm thía và giả hòa. Câu chuyện bổn sanh thứ nhất, Đức Phật ngài nói về một cái sự hiềm khích về một quân nhân rất là nhỏ nhặt, nó không đáng, giữa một con gấu và một ông thần cây. Để rồi cuối cùng cả hai đi tới sự diệt vong. Câu chuyện bổn sanh này tóm tắt như sau: là một con gấu thường sau khi đi ăn xong thì nó đi tới một cội cây lớn để mà nó ngủ mát. Bất ngờ có một cái cơn gió mạnh thổi qua, một nhánh cây đã rớt xuống trúng đầu con gấu. Con gấu nó suy nghĩ rằng cái ông thợ thần này á, cái ông thần cây này ổng đã đánh đập nó, đuổi khéo nó đi. Mà nơi đây là cái nơi mà những con thú có thể tới để mà nghỉ trưa, nghỉ mát. Và bắt đầu căm hận. Và con gấu đó đã chỉ điểm cho một cái người Bà La Môn thợ rừng đi tới đốn cái cây cổ thụ này để phá vỡ cái căn nhà của vị thợ thần. Vị thợ thần lại tức tối trở lên, tức tối trở lên. Mới nói rằng người đã phá căn nhà của ta thì ta sẽ sát hại người. Nên vị thợ thần hóa hiện ra là một cái một người để cho thợ rừng Bà La Môn này thấy. Hỏi nó: vì sao người đốn cây này? Nói: thưa ngài, vì cây này nó tốt, con muốn lấy làm chiếc xe. Thì vậy thần mới nói rằng nếu ngươi muốn làm một chiếc xe tốt vậy, quả thật đây là cái cây rất tốt. Nhưng mà muốn làm cho cổ xe nó tốt á, thì cần phải lấy mỡ của con gấu thoa lên những cái trục xe. Và những mỡ con gấu nó thấm vào những cái thớ gỗ thì cây gỗ nó rất chắc. Cái người thợ rừng mới hỏi rằng: bạch thưa ông, vậy làm sao mà tôi thay giết được con gấu? Nói là: này ông thợ rừng, ta biết rằng ông được con gấu nó chỉ điểm, thì ông cứ bảo tới con gấu rằng là ông chỉ cây ta, ngài đã chỉ cây này tốt rồi thì ngài hãy chỉ cái điểm nào chúng tôi dễ chặt, nên bởi cây này nó rất là rắn.
Và khi mà con gấu nó đưa mỏ vô ở chỗ mà nó chỉ điểm như đó, thì sẵn rìu đó người chặt vô mỏ nó. Và vậy nó sẽ chết. Cái cây thì không đi đâu được hết, nhưng mà con thỏ, à, con gấu thì có thể đi được trên cấp tốc mà giết được cái con gấu này. Thì sao lại người lớn cây không không mộ. À, cuối cùng cả con gấu lẫn cái cây đều bị diệt vong do cái sự chia rẽ này, do sự thù hận không đâu. Do một cái giá trị nó không đáng, một cái nguyên nhân nó không đáng, một cành cây rớt xuống trúng đầu con gấu mà rồi dẫn tới một sự diệt vong thì nó không đáng lắm. Cũng giống như cái nước nhỏ nhoi này mà lại xảy ra cuộc chiến tranh giữa hai vương quốc để rồi máu cát vị vua phải đổ xuống thì điều đó không đáng. Đây là câu chuyện muốn sanh thứ nhất. Câu chuyện muốn sanh thứ hai thì nói lên một cái con thỏ do hốt quảng đang nằm ở dưới cái cội cây đó, rồi một chùm trái bị gió thổi rớt xuống, nó đang ngủ say giật mình, nó giật mình một bảng hồn, nó chạy, nó nói rằng là trời sắp sửa sập rồi, và nó chạy bắn sống bắn sinh chết những cái con thú rừng khác. Nó hỏi vì sao anh chạy cho nó, trời ơi anh không biết là sao, trời chuẩn bị sập rồi, nó vừa rớt xuống trúng đầu tôi sợ quá bỏ chạy. Cả thú rừng nghe tin như vậy kéo theo con thỏ mà không chịu suy xét. Rồi cuối cùng thì gặp sư tử vương, sư tử vương mới chặn lại hỏi nguyên nhân. Sau khi đi tới quan sát thì nó té ra đó chỉ là một cái trái cây bị gió thổi rớt xuống đầu mà thôi. Do hốt hoảng vậy nên kéo cả một cái nhóm đàn thú rừng mà chạy náo loạn cả. Rồi Đức Thế Tôn ngài ám chỉ rằng nó do một cái lời nói nó không có chính xác, nó không có một cái nguyên nhân đúc. Nhưng mà nghe truyền đi truyền lại rồi nó trở thành là lớn lao. À, một cái cuộc xô xát chỉ vì cái nước không mà thôi, chỉ dành nước nhường nhau cái nước để mà có một vụ mùa. À, từ đó rồi nó dẫn tới những cái chuyện nói qua nói lại, để rồi dẫn tới một cái nguyên nhân lớn, cũng giống như con thỏ vậy. Một cái trái cây rớt xuống đầu vậy thôi, trong lúc đang ngủ mê giật mình thức dậy cứ phát quản lên đó là bị trời sập rồi bỏ chạy. Và những thú rừng khác cũng nghe theo vậy mà không chịu suy xét. À, chỉ có sư tử vương mới suy xét được điều này. Đó là câu chuyện bổn sanh thứ hai. Câu chuyện bổn sanh thứ ba thì ở Đức Phật ngài nói đến một cái sự hận thù dẫn tới sự chấp chấp, dẫn tới sự tiêu diệt. Và nói về một con chim sẻ sẻ thường thường là đẻ trứng vào trong một cái dấu chân voi. Bất ngờ những đàn voi bắt đầu quay lại thì những con chim sẻ con đó nó chưa có được vững vàng bay đi, cho nên con chim sẻ mẹ đó mới thừa với vua chúa xin bảo vệ đàn con đó. Vua chúa đồng ý, vua chúa là Bồ Tát cho nên đứng canh giữ cái ổ chim đó, và những con voi khác đi ngang qua thì gặp vua chúa đứng đó cho nên nó né qua một bên là giữ an lành cho cái ổ chim con. Cuối cùng thì Bồ Tát và người đi sau cùng và nói với con chim sẻ rằng ngươi nên cẩn thận, bởi vì sẽ có một con voi độc hành. Con voi này rất là hung dữ, nó sẽ không có nghe cái đạo lý gì cả, và ngươi sẽ cố gắng làm sao để thuyết phục được con voi này để mà giữ gìn cái sự an toàn cho đàn con của người. Nói xong Bồ Tát ra đi. Thì một chập sau á, chính con voi hung dữ đi tới và con chim sẻ đã năn nỉ con voi. Con voi kinh thường rằng nói rằng ngươi là một loài nhỏ nhoi, làm cách nào ngươi có thể hạ sát được ta? Ta là một loài voi, ta có thể dẫm chết ngươi. Và con voi đó đã ác độc dùng cái chân mình dẫm chết những con chim con, hận thù sinh khởi. Cho nên con chim sẻ nó đã tìm cách kết thân với một con quạ và ra sức cung phụng con quạ, hầu hạ con quạ và tỏ thật cái nỗi niềm mình nhờ con quạ báo thù giùm. Con quạ hỏi rằng tôi sẽ làm sao giúp bạn đây.
Cái bạn cái rình lúc nào mà con voi đang ăn á, với cái mỏ nhọn của bạn, bạn nhắm ngay mắt của con voi đó, bạn mổ cho nó đuôi mắt mình rồi. Con quạ đồng ý. Rồi con chim nó lại liên kết với một con ruồi chúa, và nó kết bạn với con ruồi chúa, nhờ con ruồi chúa giúp đỡ rằng sau khi mà cặp mắt của con voi bị mù thì bạn hãy tìm cách tới, bạn đẻ trứng vào trong cái ổ mắt của nó. Con ruồi cũng đồng ý. Rồi con chim sẻ sẻ nó mới tỏ thật cái tình cảnh của nó đến con ảnh ương, và nó nhờ ảnh ương rằng là khi mà con voi bị mù mắt thì nó ra khát nước á, thì nó phải đi tìm nước uống. Bạn ở trên cái vách đá, bạn bám trên vách đá treo leo á, bạn kêu lên, con voi nó tưởng là đó có nước, nó sẽ tới đó và nó rớt xuống hố để mình chết. Và con ảnh ương đồng ý, hay là con nhái nó đồng ý. Và cuối cùng thì con voi nó bị ba cái con vật nhỏ nhoi đó sát hại, và con voi đã bị té từ cái vực thẳm, là té từ trên cái hố sâu xuống vực thẳm mà chết. Và cho nên nếu như biết nhẫn nại một việc nhỏ, mở có đồng từ tâm mà không sân hận, không có ngạo mạn lẫn nhau, thì nó sẽ dẫn tới một sự an lạc. Điều này nói lên một cái tính chất là cả hai vương quốc, cả hai vị vua có một cái tính ngạo mạn, tính ngã mạn về cái dòng tộc của mình. Hãy biết dẹp bỏ đi thì nó sẽ được sự an lành. Đó là câu chuyện bổn sanh thứ ba. Câu bổn chuyện bổn sanh thứ tư, Đức Phật ngài nói rằng các cây sa la nhỏ sau khi gặp cơn bão đó, chúng nó mọc san sát vào nhau. Đức Phật dùng cái hình ảnh những cây sa la thật nhỏ, nhưng mà chúng mọc san sát vào nhau, và đến nỗi mà những cái cơn bão nó không có cái gió bão, nó không có cái chỗ mà nó luồn lách qua được, nó phải đi phía lên trên. Thành ra những cái cây sa la đó nó chỉ bị gãy đọt ở phía trên mà thôi, nhưng mà gốc rễ nó vẫn còn, nó không có còn nó không có bị bật gốc lên. Trái lại một cây đơn độc ở giữa rừng, dù cây cổ thụ lớn, nhưng cơn bão đi qua nó sẽ quấn và nó sẽ nhổ bật gốc cây cổ thụ lớn lên. Tức là Đức Phật ngài đưa lên một tinh thần mà đoàn kết như vậy. Khi mà sự đoàn kết vậy, dù có nhỏ thì có một sự đoàn kết thì vẫn có thể tồn tại. Rồi Đức Phật ngài đưa ra thêm một cái câu chuyện bổn sanh thứ năm, nói về những đàn chim cút. Những đàn chim cút đó khi bị gã thợ săn phủ lưới dây chung quanh, nó chụp nguyên trọn cả hai đàn chim cút. Thì bây giờ Bồ Tát chúng ta là con chim cút chúa, mới nói rằng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hợp lực lại, tung cánh về một hướng và nỗ lực vượt lên. Và sau khi mà vượt lên rồi á, thì chúng ta sẽ bay thật cao lên và chúng ta hạ thấp xuống, thì những cái lưới này sẽ máng ở trên cái đầu ngọn cây, chúng ta sẽ thoát ra được an toàn. Và những con chim cút đó nghe lời Bồ Tát, hai đoàn chim cút đó đã cùng nhau dùng hết sức mạnh của mình bay lên và mang theo cái lưới của gã bảy chim. Sau khi bay lên cao rồi, chúng ta đậu xuống tới những cái ngọn cây, và cái lưới đó mà dưới trên những ngọn cây, và con chim nó có thoát rào phía dưới. Cái người thợ săn sau khi mà mất đi cái lưới cũng giống như hai đàn chim đó, thì người thợ săn nói rằng các ngươi lúc nào một lúc nào đó các ngươi cũng sẽ chia rẽ lẫn nhau và ta sẽ tóm gọn các ngươi. Và người thợ săn là bắt đầu chăn bẫy. Thì bây giờ trong hai đoàn, hai đàn chim cút đó, có một con chim cút nó vô tình là nó đậu để nó đi vệ sinh, mà dưới chân của nó là có một con chim cút khác đang vệ sinh, và nó đạp trên đầu của con chim kia. Chỉ nguyên nhân nhỏ hai anh chim cự cãi nhau. Và Bồ Tát thấy rằng điều nguy hiểm đã tới, cho nên Bồ Tát đã rút lui cái đàn chim của mình đi ra khỏi, qua một khu rừng khác. Trái lại cái đàn chim còn lại là của Đề Bà Đạt Đa. Và những con chim đó nó tranh cãi lẫn nhau, cho nên khi bị gã thợ săn chụp xuống, chúng không có đồng đoàn kết với nhau nữa, và không có tung được cái lưới đi lên được nữa, và bị tóm gọn trong gã thợ săn.
Thì Đức Tôn ngài thuyết giảng lên năm câu chuyện bổn sanh như vậy mới làm dịu đi cái tinh thần háo thắng hận thù của hai vua quốc. Và tiếp theo thì ngài nói lên ba cái câu kệ ngôn 197, 198 và 199. Và hai câu kệ trước thì quý vị cũng đã tìm hiểu về ý nghĩa do các vị giảng sư rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 199. Câu kệ ngôn 199 được khởi đầu như sau là Susukhang Wata Chiwama Usuke su anusuka Usuke su manusesu Viharama anusuka. Và chúng ta đã được Đại Đức Pháp Tính giải từ. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu là: vui thay ta sống, chúng ta sống không rộn ràng giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Giờ chúng ta tìm hiểu nha từng ý nghĩa của từ ngữ này. Chữ số số khăn, dĩ nhiên chúng ta biết rằng chữ số khá là an lạc, và số khăn là một cái thúc từ trực tiếp hay là đối cách. Thì số là khéo léo nhưng mà chữ quá quá này nó có hai cái dạng, một cái dạng là tính từ, một cái dạng là danh từ trung tính. Nhưng mà chi qua má, dĩ nhiên chúng ta hiểu là chi qua má là sống rồi, nó từ cái chữ chăn chi quá, nghĩa là sự sống. Chi qua má ở đây dịch là nếu chúng ta sống thì cũng được, đó là nói về cái hình ảnh bên ngoài. Nhưng mà nếu như chúng ta đưa vào một cái hình ảnh bên trong thì một cái khối sống, một khối đang tồn tại. Sự sống có nghĩa là một cái sự tồn tại, tức là một cái pháp nào nó đang hiện bài. Không bao giờ một cái pháp nào nó hiện bài một cách đơn độc cả. Tối thiểu gì một cái pháp nó khởi sanh lên cũng phải có bảy pháp đi chụp. Cho dù đó là sắc pháp hay là danh pháp thì tối thiểu cũng phải có bảy pháp đi chung với nó. Ở cho nên ở đây chi qua ma, chi qua ma chúng ta có hiểu là một cái khối tồn tại. Và nếu là dịch ra thêm bên ngoài thì chúng ta sẽ dịch là chúng ta sống thì không hẳn đã là nó sai lầm, nhưng mà nó thuộc về cái lĩnh vực bên ngoài. Nhưng mà quá tá đây, quá tá này nó có hai ý nghĩa, nó thật là vậy, thật đúng là vậy, hoặc là đó là một cái sự chấp nhận thọ trì theo một cái giáo điều. Ở cho nên nếu mà ở cái chỗ này cái câu đầu tiên là xuất xuất khăn quát má chi qua má, chúng ta thật sự sống khéo léo, chúng ta thật sự sống khéo an lạc, thì nó nói về cái lĩnh vực bên ngoài. Vậy chứ ở bên ngoài đó chúng ta sống làm sao mà cho được khéo đó, có được sự an lạc. Chữ số đây là khéo, cho nên chữ vua thai nó không có lọt hết được cái chữ số chỗ này. An lạc một cách khéo léo, hạnh phúc một cách khéo léo, cái khéo được hạnh phúc, cái khéo mà có được cái sự an lạc, sống như thế nào đó để được có một cái hạnh phúc nó rất khéo, một cái sự an lạc nó rất khéo. Đó là cái vấn đề mà khiến chúng ta suy ngẫm. Và quá tá đây đó, phải dùng theo cái ý nghĩa là tính từ, cái là thật vậy. Và chúng ta sống thật khéo an lạc, hoặc là chúng ta sống thật khéo hạnh phúc. Nói là mình nói về trên cái lĩnh vực bên ngoài,
tức là giữa một cái cộng đồng vậy đó, chúng ta là cái nhóm cộng đồng này, một nhóm người này, nó sống ở trong một cái sự đoàn kết với nhau. Mà sống trong một đoàn kết với nhau vậy đó, thì đó là một cái sự khéo đạt được sự an lạc giữa mình với người, khéo được cái sự hạnh phúc. Tức là không có một cái mãnh lực nào có thể chia rẽ được, không có mãnh lực nào mà có thể đốn ngã được. Mà chính vì điều này Đức Phật ngài dạy dân xứ Cách Chi, bao giờ mà dân xứ Cách Chi còn tụ hội ở trong một cái tinh thần đoàn kết, giải tán trong một tinh thần đoàn kết và làm việc ở trong một tinh thần đoàn kết, thì dân xứ Bách Chi không bao giờ bị thối giảm, không có một cái vương quốc nào có thể chiếm đoạt được cái xứ Bách Chi cả. Và điều này Đức Phật ngài, từ đó Đức Phật ngài cũng dạy cho chư Tỳ Khưu rằng này, chư Tỳ Khưu, hãy hàng các hàng chư Tỳ Khưu hãy sống ở trong, hội họp nhau ở trong một cái tinh thần đoàn kết, hãy giải tán ở trong một cái tinh thần đoàn kết và cùng làm việc với nhau ở trong một tinh thần đoàn kết. Và điều này thì sẽ mang tới cái sự sống thật là khéo hạnh phúc, thật là khéo an lạc. Tức là có một sự tinh thần đoàn kết và hợp với nhau như vậy thì nó sẽ không bị chia rẽ, không ai chia rẽ. Nó sẽ không có làm cho rạn nứt. Mà nếu như không có tinh thần đoàn kết rồi thì sẽ có một cái cây đơn độc ở giữa rừng, cơn bão tới nó sẽ bứng đi cái gốc rễ gọi cái cây đó. Trái lại, mặc dù nhỏ nhưng mà khéo léo đan kết vào nhau như những cái cây sa la nhỏ khéo đan kết vào nhau, thì có khả năng cơn bão nó sẽ đi qua và sống còn tại. Cho nên nếu mà cái câu này chúng ta thấy là nếu chúng ta sống được khéo an lạc, khéo được hạnh phúc đó, thì nó có tinh thần hòa hợp đó nha. Nó không có một cái sự bức xúc, nó không có một sự phẫn nộ, nó không có một cái sự hiềm thù, nó không có một cái sự bực phiền lẫn nha. Và hội họp ra trong một cái niệm đoàn kết, giải tán ở trong một cái tinh thần đoàn kết và làm việc ở trong một cái tinh thần đoàn kết, tức là cái tâm lúc nào cũng nhu thuận. Và như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy rằng để mà đạt được như vậy đó, thì điểm thứ nhất, cái người này, những cái người này luôn luôn nhìn nhau với cái tính cách ánh mắt thân hữu. Mà nếu ánh mắt thân hữu thì phải có cái sự mát mẻ trong tâm, nó có bực dọc, nó không nóng nảy. Nó mới nói là cái tâm từ, mà tâm từ nó chính là cái nguồn cội của cái giới. Khi tâm chúng ta khó chịu, tâm chúng ta bực mình, chúng ta khó không có đè nén được cái tâm sân hận đó, thì nó dễ dàng đi tới là ngoại giới. Và chúng ta sẽ thấy ở phía sau nó lại có một cái điều rất là đặc biệt nữa trong cái câu chuyện ôm mà thứ ba này được kết thúc nè. Nếu bây giờ chúng ta trước mắt là chúng ta nhìn thấy rằng cái một cái dạng tâm từ ở khởi đầu cái câu kể đầu, tức là giữa người và người đối nhau với một cái tình thân hữu, với một cái sự nhu nhuyễn tâm, với một cái sự hòa hợp tâm, với một cái sự thương mến lẫn nhau, thì khối cộng đồng đó sẽ không hề bị thối giảm, không hề bị thối giảm, mà trái lại còn được tăng trưởng. Nhưng mà đó chỉ là bên ngoài. Nhưng mà bên trong là sao? Một cái khối tồn tại được khéo an lạc. Bởi vì chi quan má là một nhóm đang tồn tại. Cái sự sống đây là cái muốn nó chỉ là một cái sự tồn tại đang hiện bài, đang hiện khởi, đang sinh khởi. Như vậy thì Đức Phật ngài dạy trong câu kệ này, nếu mà đi sâu vào vô trong cái vùng nội tại của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật ngài chỉ ra cái pháp đang hiện khởi đó nè. Mà cái pháp nó như nè, cái pháp nó thật là khéo an lạc, cái pháp nó là thật khéo được hạnh phúc, xuất khang, hay là xuống
xuất xuất khăn là khéo an lạc, hay là khéo hạnh phúc. Một cái khối pháp đó, một cái nhóm pháp đó, nó đang tồn tại ở trong cái trạng thái an lạc. Mà có trạng thái an lạc nó thì rõ ràng rằng nó phải lìa xa những cái bất thiện pháp đó đã. Bây giờ mà có những bất thiện pháp hay cái ô nhiễm thì nó không thể nào được an lạc được hết. Nó không được gọi là khéo an lạc nữa. Mà chữ khéo đây muốn nhấn mạnh là cái khéo này nó thuộc về cái thiện. Bởi vì chữ xuống còn có chữ có nghĩa là thiện hay là diệu, là tốt, làm cái an lạc thật tốt và một hạnh phúc thật tốt. Nó không phải là xuất khăn thường tình của một cái thâm tham, hay là xuất khăn thường tình của một cái tâm si. Ai nói gì cũng không cần biết, không cần suy xét, cũng thích thú và nghĩ thế. Nó không phải là như vậy. Nhưng mà chữ xuống đây nó có mang ý nghĩa nhiều cái ý nghĩa, hoặc là thiện, hoặc là khéo, hoặc là tốt, hoặc là diệu, đúng không? Nhưng mà vì một cái khối pháp nó đang tồn tại đây, cái pháp đang tồn tại đây được khéo an lạc, tức là muốn ám chỉ tới thiện. Và nếu khi giới thiệu bên ngoài đó thì người ta sống mà được khéo an lạc với nhau, thấy hạnh phúc với nhau, bởi vì nó có một cái tinh thần hòa hợp với nhau, thì như thế nào cũng vậy. Cái khối pháp này nó được khéo an lạc đó, bởi vì nó dính kết với nhau, nó liên lạc với nhau, nó không hề bị rẽ ra. Ở trước mắt của chúng ta thấy đó là một cái loại danh pháp, nó không bị chia chẽ ra. Nhưng mà danh pháp này là được khéo nữa, thì ở đây ngoài cái mảnh lực thiện cho chúng ta thấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng có những cái dạng khác mà được gọi là khéo. Một dạng khác được khéo, nó khởi đầu bằng tứ niệm xứ, đó là một cái pháp an lạc được khéo. Cái người nào mà sống trong cái tinh thần tứ niệm xứ, thì cái pháp nào mà đang tồn tại ở giữa cái tứ niệm xứ đó thì cái pháp đó nó khéo được an lạc, khéo hạnh phúc. Hoặc là cái nhóm pháp nào đang tồn tại một cách khéo léo ở trong tứ chánh cần, hay tứ như ý, hay là ngũ quyền ngũ lực, hay giác bát chánh đạo, hay thất giác trì, thì cái nhóm pháp nó tồn tại một cách khéo léo, khéo an lạc, khéo hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ rằng cái kỳ ôm thứ ba này xem như là kết thúc của cái mẫu duyên khởi rồi. Câu kệ ngôn thứ nhất 197, câu kệ ngôn thứ hai 198 và câu kệ ngôn thứ 199 này nhằm kết thúc để đưa tới đạo quả cho những người có hữu duyên. Thì chúng ta phải hiểu nhiều khía cạnh, nhiều vấn đề của một cái câu kệ ngôn này, chứ không thể hiểu một cách thường tình được. Như vậy thì cái câu kệ ngôn đầu Đức Thế Tôn ngài giới thiệu là số số khăn quá tác chi và mắt, một khối pháp thật là khéo an lạc. Nếu là một khối pháp được tồn tại khéo an lạc, khéo hạnh phúc, mà khối pháp này, cái pháp mình đang hiện khởi mà khéo an lạc, khéo hạnh phúc đó, thì chung quy dĩ nhiên nói về thiện đã đành rồi. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn chút xíu nữa thì nó bắt đầu khởi đầu từ tứ niệm xứ cho đến bát chánh đạo. Cái nhóm pháp nào được tồn tại đang trú ở trong đó thì quả thật rất khéo léo an lạc, khéo léo hạnh phúc vô cùng. Rồi bây giờ chúng ta bước qua ngay câu kệ thứ hai. Thứ hai là chúng ta đã đi từ bên ngoài đi vào bên trong, thì bây giờ chúng ta lại cũng tiếp tục theo cái mô thức này, chúng ta sẽ đi từ bên ngoài đi vào bên trong. Usoke su Anusuka Usuke su. Và chúng ta nghe Đại Đức Pháp Tính giải thích cái từ rất là chuẩn, tức là Usuka có nghĩa là siêng năng, có nghĩa là siêng năng. Và vào Hòa Thượng Minh Châu thì dịch là rộn ràng. Ở một bản dịch khác thì dịch cái chữ Usuka này là
khao khát. Bây giờ chúng ta thấy rằng chữ khao khát nó có một ý nghĩa khác nữa, chứ nó không phải là chữ usuka mà. Thì rõ ràng rằng trong cái sự siêng năng đó, trong sự năng nổ đó, nó có hai dạng. Một dạng năng nổ của bất thiện và một dạng năng nổ của thiện. Nhưng mà cho dù là dạng năng nổ nào đi chăng nữa, dĩ nhiên chúng ta sẽ không nói tới sự năng nổ trong bất thiện rồi. Không có nỗ lực đi tầm cầu những cái sắc thinh nơ vị xúc, không đi tầm cầu những cái dục lạc của thế gian, không đi tầm cầu những cái ác bất thiện pháp v.v. Nó không có nỗ lực để làm mấy chuyện đó, dĩ nhiên. Nhưng mà cái nỗ lực ở trong thiện pháp thì như thế nào? Cho nên nó cũng dẫn tới một kết quả nó cũng không có cái gì tốt đẹp lắm, nó không phải là khéo lắm. Bởi vì quá năng nổ ở trong cái lĩnh vực thiện pháp, nó có khả năng nó dẫn tới sự nản lòng, nó chỉ có khả năng dẫn tới một sự hối chuyển, và nó không đạt được cái yêu cầu gì hết. Đây là trường hợp của ngài Sonakolivisa, cái vị mà tiền kiếp nó đã từng cúng dường những cái thảm giải dưới chân của Đức Phật. Và khi mà ngài sinh ra đó, dưới lòng bàn chân ngài có một nhóm bông rất là mệt. Đây là một cái đặc tướng quý, và là một cái công tử sống ở trong ngôi nhà như vậy. Thì ngài rất là nỗ lực tinh tấn hành đạo pháp đến mức độ mà không chứng đắc được đạo quả. Ngài mới nản lòng, ngài nói rằng nếu như những cái người đệ tử Đức Thế Tôn mà nỗ lực tinh tấn thì ta là một trong những người mà nỗ lực tinh tấn đó, nhưng mà ta không chứng đắc được đạo quả, chắc có lẽ là duy nhất ta mỏng nghiệp chúng ta vậy thôi, thì ta có nhiều tài sản, ta có nhiều cái thân bằng biến thuộc, ta trở về cái đời sống thế tục để ta tạo những phước lành, tạo những công đức. Cái tư tưởng đó ngài xuất khởi lên, Đức Thế Tôn ngài nhận thức được cái, bắt được cái tư tưởng của ngài Sonakolivisa, cho nên ngài dùng thần thông đi tới và ngài nói với ngài Soná rằng: này Soná, quá tinh tấn dẫn tới phóng dật, mà tinh tấn thụ động nó dẫn tới biến nhát. Cho nên nó cân bằng ở giữa một cái trạng thái tinh tấn đó. Cho nên ở đây cái chữ mà usukesu anusuka, giữa cái năng động sống không có năng động, hay là giữa tinh tấn là sống không tinh tấn. Dĩ nhiên chúng ta loại trừ những cái trường hợp cái chữ này, chúng ta có thể chữ mà usuke cá, chúng ta có thể hiểu rằng là giữa những khao khát, giữa những khao khát nó định sở chấp. Usuka mà usuke số là cái định sở chấp, ở giữa những cái khao khát thì sống không khao khát. Dĩ nhiên đó là một cái trên một cái lĩnh vực tốt rồi, nhưng một ý nghĩa là giữa những sự bận rộn, những sự bận rộn thì chúng ta sống không bận rộn, hay là giữa những vướng bận thì cái người đó phải sống không vướng bận. Bởi vì cái danh từ mà cái năng động đó, nó cũng chỉ cho một cái tâm lý bị vướng mắc, bị vướng bận. Một cái người mà sống tự tại, gặp việc thì làm theo đúng cái khả năng của mình, nhưng mà không có phải bận tâm việc được hay mất, không được bận, làm hết khả năng của mình. Cũng giống như là Phật tử chúng ta khi mà làm việc phước, chúng ta làm hết cái khả năng chúng ta có, làm hết tâm ý tốt đẹp với những cái tài vật mình có khả năng có thể có được. Sau khi cân phân tài vật mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho giai nợ cũ
nó sẽ nói cho tả nợ cũ vay nợ mới, đổ vào những hộ lỗ trống trải trên mặt đất, rồi trong cổ đây dành mới là tùy theo điều kiện mình có được. Nhưng mà mình làm với một cái tâm lý nó tốt đẹp, không nghĩ tới cái kết quả hữu vi mình có được. Nó có tới cũng được mà không tới cũng không sao, bởi vì cái mục tiêu của mình không phải là do những cái kết quả của hữu vi, mà mục tiêu mình làm việc thiện đây là kết quả của cái vô vi. Cái mục tiêu mình làm những việc thiện đây là kết quả của thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi, không hề vướng bận bao giờ ta nhận được quả này, bao giờ ta thọ hưởng được những cái quả lành hôm nay ta gieo, không hề bận tâm tới. Ngày xưa các ngài xây dựng chùa chiền, các ngài cũng không bận tâm là phải ở lại hay gì cả, vì ngài nghĩ là cái công việc của các ngài làm để rồi sau này đời sau có cái cơ sở, đời sau nó có cái nơi để mà tu tập. Vô Bình Xây Dương dâng cho Đức Thế Tôn cái ngôi rừng trúc, ông cũng không hề nghĩ tới cái kết quả đời sau ông có lâu đài cung điện hay gì, không phải, không cần nghĩ tới, nó không vướng bận. Đức Thế Tôn muốn ở thì ở, muốn đâu muốn đi thì đi. Mà cái rừng trúc nó Đức Thế Tôn ngày chỉ nhập hạ chỉ có 6 mùa mà thôi, hạ thứ 2, hạ thứ 3, hạ thứ 4 mà thôi, rồi hạ thứ 14, 15, 16 vậy đó, đại khái là 6 mùa hạ. Ông không bồ và ông chỉ biết làm việc thiện, ông cấp cô độc cúng dường cũng chỉ biết cúng dường mà. Bởi vì tâm lý nhân bậc thánh là muốn ao ước những cái thánh quả mà để thoát ra khỏi dòng sinh tử luân hồi mà, không có vướng bận. Giữa những vướng bận đó, cái người sống tự tại không vướng bận, không nhớ được cũng tốt, không được cũng chẳng sao, được cũng không gì đó mà vui, mà không được không gì đó mà buồn, nó không vướng bận. Dĩ nhiên ở mãnh lực mà giữa sự khao khát thì sống không khát đã đành rồi. Nhưng mà ở đây một cái ý nghĩa khác nữa là giữa cái năng động, giữa cái năng động thì sống không năng động. Không năng động không có nghĩa là lười nhác, bởi vì quá năng động dẫn tới phóng dật, mà bao giờ có phóng dật thì bây giờ có bất thiện pháp sanh khởi. Cho nên ý nghĩa này cho Đức Phật ngài dạy chúng ta, khi thực hành pháp cứ điều mà này, không có quá tinh tấn để rồi rơi vào phóng dật, mà cũng không có quá thụ động để mà rơi vào biến nhát, mà muốn quân bình, tức là một cái trạng thái tâm được quân bình giữa một cái trạng thái biến nhát và trạng thái năng động. Chứ không phải là chúng ta đừng có hiểu lầm rằng đó Usuke su Anusuka, giữa những cái siêng năng thì sống không kia siêng năng, không phải. Cái quá tinh tấn đó thì phải giảm xuống để không còn tinh tấn, để quân bình tâm trở lại, mà bao giờ các quyền bình với nhau, ngang bằng với nhau thì bây giờ mới tiến lên. Một cái quyền nào mà vượt lên đó thì sao không ai tiến lên, mà Đức Ananda gì quá tinh tấn mà không chứng đắc đạo quả. Khi tinh tấn lui sụt xuống thì các quyền kia vừa tràn tới. Các pháp không phải là chỉ các quyền không thôi, mà các pháp, các pháp ngang bằng nhau, tính cũng ngang với tuệ nó đành rồi, mà hỷ nó cũng ngang với tuệ, mà tất cả các pháp nó ngang bằng nhau thì mới dọt qua, mới đi lên. Tức là muốn đòi hỏi, muốn được được như vậy thì đòi hỏi người này phải có trí, để có trí. Dĩ nhiên không năng nổ bên ngoài đã đành, mà ngay cả những cái pháp thực hành pháp mình cũng không có quá năng nổ đối với một pháp nào, mà tạo cho những cái pháp có một cái trạng thái quân bình ngang mặt.
Dạ, nếu mà nghe dạy câu lễ này là một cái tí rất là tuyệt diệu. Mà thấy được cái điều này á, để bổ túc cái nào thiếu, cái nào mà yếu kém đẩy nó lên, cái nào mà nó giọt quá cao thì kéo nó xuống. Không phải là dễ đâu, không phải là dễ, nó đòi hỏi cái người có trí rất là nhạy bén mà mới thể làm được cái điều này. À, chứ không phải dễ dàng gì hết, nó cực kỳ khó. Là người này cái trí rất là nhạy, rất là thuần thục, làm liên tục lâu ngày, đúng không? Sự kiên trì chứ không phải chỉ một hai thời mà có được đâu. Cho nên cái câu kệ thứ hai chúng ta tìm hiểu rồi, bây giờ chúng ta qua câu kệ thứ ba. Câu kệ thứ ba, ai bớt giùm chúng tôi lên coi. Câu kệ thứ ba là Usuke so manusse so, giữa những người năng động, giữa người năng động. Manusse so là giữa những người, manusá là người, sẽ số giữa những cái người có số cây số năng động hay là siêng năng. Thì cái người mà siêng năng đó, họ cách nào đi chăng nữa cũng có thô tháo về thân, nó cũng có thô tháo về ngữ, và ý nó cũng thô tháo chứ nó không có được yên tĩnh. Cái người mà út số kê số dù cho ở cái lĩnh vực thiện, chúng ta đang bàn về một cái lĩnh vực thiện, chúng ta không nói tới một cái lĩnh vực bất thiện trong đó. Những cái người mà tinh tấn ở trong cái việc phước thì thân nó cũng thô tháo, nó phải hoạt động ha. Ví dụ như người Phật tử chúng ta làm phước bố thí cũng vậy nè, thì cũng phải dâng lên. Khi ngồi nghe pháp thì chúng ta cũng phải chắp tay, hoặc là cái lời nói chúng ta nó cũng phải, đã là năng động thì nó cũng thô tháo, cho dù đó là giảng pháp. Cái giảng pháp thì cái âm thanh nó cũng vẫn là thô tháo chứ không phải là không, và ý lúc nào nó cũng thô tháo. Bởi sao? Bởi vì nó phải năng động, nó phải chạy theo pháp, nó phải nhìn thấy pháp để mà nói. Cho nên giữa những cái người mà năng động này, thì giữa những người năng động này có hai dạng. Một dạng là thuộc về thiện, một dạng thuộc về bất thiện. Hãy loại trừ cái dạng bất thiện ra. Mà bao giờ mà thân còn thô tháo, tức là thân còn năng động đó, ngữ còn năng động đó, ý còn năng động đó, thân còn năng động thì dẫn tới tâm còn năng động. Mà tâm còn năng động như phiền não chưa yên lặng được, chưa yên lặng được. Bao giờ thân được yên lặng, ngữ được yên lặng, thì bây giờ ý được yên lặng. Khi ý được yên lặng thì phiền não kia mới yên lặng. Mà một khi mà phiền não được yên lặng rồi á, thì người đó mới hướng tới cái sự viễn ly, cắt đứt, chấm dứt, hoặc là diệt trừ đi những cái gì nó thuộc về ác bất thiện tâm. Nãy câu này giữa những người năng động, cho dù trong cái cuộc phước chẳng hạn, thấy người này lăn xăng chạy tới chỗ này làm cái này, người kia chỉ chạy tới chỗ kia chỉ đạo làm cái kia, người nọ chỉ tới chỉ đạo làm cái nào, người đó năng động, nhưng mà rõ ràng cái thân này trở nên thô tháo rồi đó. Lời nói lúc phải làm việc này, lúc phải làm việc kia, vân vân. Mặc dù đó là tập trung nhau một việc phước, thì đó là cái lợi năng động. Mà khi mà thân ngữ mà năng động vậy thì rõ ràng rằng ý cũng phải năng động, vô là thiện pháp, vô là thiện pháp. Cho nên mọi người giải kết thúc câu kệ thứ tư. Câu kệ thứ tư là Viharama Anusuka, sống Viharama
sống hay là trú. Giữa những giữa những người năng động là chúng ta nói về bên ngoài, bây giờ chúng ta đưa vào bên trong thì giữa cái bối cảnh mà nó loạn động của các pháp ở bên trong, cái các pháp mà nó loạn động lên, nó sinh diệt lên, mà cái sự sinh diệt đây đó, nó tượng trưng như là một cái sự năng động vậy. Mà nó sáng là nói người là nói bên ngoài, nhưng bây giờ chúng ta nói về ở trong cái bản thể của chúng ta, trong cái nội tại của chúng ta, trong cái nội tâm chúng ta, trong cái pháp hành thiền quán của chúng ta, thì một cái khối nào mà nó sinh diệt nhanh chóng, nó tự như là một cái người mà năng động, người siêng năng nỗ lực chạy bên này chạy bên kia vậy. Nó đưa vào đó là thấy được những cái tướng vô thường hay là thấy tướng mà nó biến diệt nhanh chóng không ạ? Thì sao? Thì Đức Phật Ngài dạy câu kệ thứ tư đó là Viharama Anusuka, là sống không năng động. Nhưng mà ở đây là trú, Viharama có nghĩa là An trú. Mặc dù được chữ quý đặc biệt há là sự sống hay là sống trú, nhưng ở đây chúng ta dịch là giữa những cái pháp mà nó sinh diệt kìa đó, thì làm thế nào mà an trú trong cái sự an tịnh đó, đó. Tức là sự không năng động đó. Trú trong cái sự mà năng động đó, để gì? Để không bị năng động. Nó cũng tựa giống như là một cái người đó mà ở trên chiếc phi cơ, chiếc cơ nó bay nó vẫn cứ bay, nhưng mà người đó ngồi yên trên chiếc phi cơ, người đó trú trong chiếc phi cơ đó, mặc dù chiếc phi cơ nó cứ bay. Hoặc là một cái người trú trên chiếc xe vẫn cứ tải, vẫn cứ đi, nhưng mà người đó ở trên chiếc xe. Như thế nào vậy? Cũng vậy. Thì chúng ta sẽ thấy nè, Đức Phật Ngài dạy thấy được cái sự sinh diệt của các pháp thì người đó giữ tâm an tịnh, tức là Anusuka, là không có năng nổ, không có năng động. Mà không có năng nổ, không năng động đó thì chính là sự an tịnh. Trú trong sự an tịnh, ý muốn chỉ định nhập. Mà định nhập vô đâu? Định nhập trong những cái tướng sinh diệt đó, tướng sinh diệt đó. Mà một khi mà định nhập được tướng sinh diệt đó thì có hai trường hợp: một là phàm, hai là thánh. Mà thánh là định nhập vô ở trong cái tướng sinh diệt đó, muốn chỉ là những cái thánh quả, hoặc lấy niết bàn làm cảnh. Còn phàm mà nhậm cho đó thì cũng đã một cái giữa tốt đẹp rồi. Ở trên trong cái kệ ngôn này, Đức Phật Ngài mặc dù mượn một bối cảnh bên ngoài, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy chúng ta, là phải an tịnh tâm. Và trong cái sự thực hành pháp thì cũng không nên quá năng nổ, mà phải làm một cách điều. Và nhớ giữ lấy tâm luôn luôn an tịnh ở trong một mọi bối cảnh, dù bối cảnh bên ngoài hay là bối cảnh bên trong, và thoát ra được những cái vướng bận hoặc là những cái phóng dật của bất thiện pháp, để cuối cùng đi tới đạo quả vậy. Và thưa vậy, thời gian chúng tôi đến đây cũng dùng phải lẹ của báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lấy sự an lành cho toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng. Mong quý vị nhận quả phước này để được sự an vui đồng điều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ.